huyện Cẩm Mỹ mới đây đã tổ chức hội nghị sơ kết nghị quyết số 09 ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện quý 1 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 2024. Trong quý 1, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Công tác dân vận và xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là công tác vận động chăm lo Tết cho người dân. Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong năm 2024 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện kịp thời. Thời gian tới, lãnh đạo huyện đề nghị các ngành nông nghiệp cần tập trung đánh giá thực tế tình hình thiếu hụt nước trên địa bàn, có giải pháp cụ thể giúp người dân phát triển sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do khí hậu gây ra, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, chăm lo xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát huy tốt vai trò của các tổ nhân dân để đưa huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.